Chào các bạn, trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái feature mới ra gần đây của Figma gọi là Interactive Component with Variant. Mình sẽ giải thích ngắn gọn về cái feature này như vậy. Lúc mà chưa có Interactive Component thì giả sử mình muốn làm một cái nút mà khi hover chuột lên nó đổi thành cái màu khác thì mình sẽ phải làm hai cái frame khác nhau của cùng một cái trang thiết kế như thế này và một frame thì mình để cái nút ở cái trạng thái màu ban đầu sau đó cái frame bên đây thì mình lại phải để cái nút ở cái trạng thái cái màu lúc hover chuột lên và mình sẽ phải tạo một cái liên kết từ cái nút này sang cái frame thứ hai trong cái trạng thái là white hovering thì nó chuyển sang trang này thì mình sẽ được cái hiệu ứng như vậy đó, thì chỉ có hover chuột lên thôi nhưng mà phải làm hai cái frame với cùng một cái thiết kế như nhau. Sau khi mà có interactive component đó, thì mình không cần phải làm quá nhiều trang như vậy nữa mà chỉ cần tạo cái interaction đó ở ngay trong cái nút. Hiện tại thì cái feature này nó chỉ có ở những người đăng ký sử dụng bản Figma beta. Thì để đăng ký dùng beta các bạn có thể vào Google search create interactive component with variant. Sau đó thì mình click vào cái link của help.figma này nè. Sau đó thì mình lại bấm vào cái link này Interactive Component Beta với cái dấu mũi tên chỉ xuống nào. Và tiếp theo mình sẽ bấm vào cái link Request access to the Interactive Component Beta. Sau đó thì các bạn sẽ điền vào cái form này sử dụng đúng cái email mà mình đã đăng ký à cao ma ha. Rồi mình submit và mình chờ khoảng 2 ngày. Sau 2 ngày thì mình sẽ nhận được cái thông báo như thế này ở trên Figma của mình nghĩa là lúc đó mình đã xài được interactive component rồi. Sau khi mà có beta rồi thì mình sẽ tạo cái interactive component như thế nào. Điều kiện mà để tạo được interaction bên trong một cái component đó là các cái trạng thái mà interact qua lại với nhau nó phải là các variant khác nhau của cùng một cái component. Bạn nào mà chưa hiểu component hay variant là cái gì thì có thể xem lại cái video về component instant variant của mình ở link ở trên góc phải ha. Thì cái thao tác của mình nó như thế này, nó cũng khá là đơn giản thôi. Đầu tiên thì mình sẽ tạo một cái nút ở cái trạng thái normal. Sau đó thì mình create nó thành component. Và mình tạo thêm một cái nút có cái màu khác mình đặt cho nó là trạng thái hover và mình click phải mình cũng tạo nó thành component sau đó thì mình chọn cả hai cái nút này và mình combine as variant bấm vào cái nút ở đây ha đó thì sau khi mà mình combine as variant đó, thì hai cái nút này nó sẽ trở thành hai cái trạng thái khác nhau của cùng một cái component thì mình đặt tên cho cái component này là cái button đi mình sẽ tạo cái interaction ở bên trong cái button này như thế nào thì rất là đơn giản ha mình chọn cái button đầu tiên qua prototype thì nó sẽ có cái nút hình tròn này hiện ra thì mình chỉ việc bấm cái dấu cộng này đẩy qua cái trạng thái 2 sau đó thì mình chọn là while hovering change to hover sau đó thì mình drag cái button này vào cái landing page canh lại vị trí của nó ha và mình kéo cái nút play xuống dưới đây để mình xem thử Thì nó sẽ lập tức có cái chức năng hover này Trên cái button này Và khi mà bạn kéo cái button này vô bất kỳ cái trang nào khác Thì nó vẫn luôn giữ cái trạng thái là khi hover nó sẽ đổi thành màu xanh như thế này mình cũng có thể dùng một cái Interactive Component này để tạo một cái checklist ha. Giả sử như mình có cái trạng thái mà chưa check là ở đây create component uncheck cái trạng thái này thì mình đặt tên nó là check sau đó mình chọn cả hai cái component này combine as variant sau đó mình tạo cái interaction đó là khi click vào cái ô này thì nó sẽ check đó, thì khi click vào cái ô này thì nó sẽ chuyển sang cái trạng thái này đó là on click change to check ha xong rồi sau đó thì khi click lại một lần nữa vào cái ô mà đã check á thì nó lại quay ngược về trạng thái này on click ok rồi thì khi đó giả sử như mình có một cái frame nhỏ thôi xong rồi mình vào asset nè, rồi mình kéo cái checklist của mình ra. Rồi cái này thì có thể đổi cái style cho nó một tí xíu ha. Giả sử như là mình đang cần một cái list shopping để làm bánh mì tỏi đi ha. Mình sẽ kéo cái nút play xuống dưới đây. Và play thử. Đó thì mình sẽ thoải mái check và in check cái list này. Mình hy vọng là video này hữu ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem.